Hello, xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi sáng thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà đi ăn sáng không? Cả nhà đi ăn sáng không? Cảm ơn Hoa đã tặng cho cái bình cái áo này nha. Có chữ bình luôn nè. Cảm ơn rất nhiều. Nói chung là bạn áo này nhớ bạn nha. Cả nhà ơi, đi ăn sáng đi cả nhà ơi. Cái bình đang tấp nập tập bài hát. Chuẩn bị cho cái live show là ngày 2 tháng 7 tại 62 Trần Văn Khải, là cái tòa nhà của anh giám đốc truyện Tray TV nha cả nhà. Mà trong cái live show này thì có anh Quang Lê nè, Lan Vi, Á Quân solo cùng Bolero, Lý Tự Thảo, quán quân Tuyệt Đỉnh Song Ca 2018, Ánh Bùi, Á Quân thần tượng Bolero, Phú Quý, Kim Thoa solo Bolero, Hoàng Ngọc Sơn solo Bolero, anh Randy ở hải ngoại, từ hải ngoại cũng bay về tham dự cái sinh nhật của Khánh Bình. Và nói chung là rất là nhiều anh em thương yêu Khánh Bình, và thành ra là Khánh Bình không có quên đâu, tại vì tình cảm này đó mọi người dành cho Khánh Bình thì Khánh Bình rất là nhớ mãi trong cuộc sống này. Dạ, nhớ mãi trong cuộc sống này cả nhà. Bây giờ bảo đảm là cái live show này các bạn hứa hẹn là có những bài hát song ca với anh Quang Lê với tất cả mọi người khách mời luôn. Quý vị nhớ nghe ngày 2 tháng 7 nha. Dạ. Đây, mình chuẩn bị lên đường đây cả nhà. Lên đường tổng quân nha. Cái mình bay hoài cả nhà, từ ngày nó có con chim bây giờ là bay hoài nè cả nhà. Bay hoài luôn á. Bây giờ chuẩn bị lên đường mình kiếm cơm, kiếm gạo đây. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc nha. Buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà biết không, mình đi kiếm đồng tiền phải là dễ, nhưng mà mình cố gắng thôi. Cố gắng thôi cả nhà ơi. Cả nhà nhớ ủng hộ Khánh Bình nha. I love you cả nhà. Biết làm ăn nha cả nhà ơi. Khánh Bình đã đi chim vậy đó cả nhà. Hello cả nhà. Hôm nay đi Đà Nẵng xong mình về với năm đi Hà Nội tiếp nha. Một ngày mới vui vẻ hạnh phúc mà cả nhà ơi. Hôm nay là ngày 27 tháng 5, sắp sửa bước qua tháng 6 rồi. Tháng 6 xong rồi là cái mình đã mình đang chuẩn bị những bài hát mà song ca, lê show Khánh Bình, một cái team ở TH3 nha, sẽ là quay hình luôn đó nha, thủ tiến quay hình luôn nha. Dạ, cả nhà nhớ ủng hộ nha. Khánh Bình đi đi cái sân bay đó nè, đi bay tiếp nè, bay tiếp Hà Nội nha. Ngày 1 tháng 6 mình sẽ bay ra mình show chương trình mệt tin của cái của người đoạt giải hoa hậu đó cả nhà. Là cái mình mời ra ngoài đường ngoài nữa, hát một bữa nữa ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Còn ngày 30 này thì mình sẽ đi xuống Rạch Giá dự buổi tiệc của gia đình của anh Sơn, anh đại ca Sơn bầu show và anh chủ casino ở bên Mỹ á. Rất là yêu thương Khánh Bình, anh em nghệ sĩ. Dạ. Còn kênh YouTube nhạc của Khánh Bình thì quý vị nhớ nghe kênh là Khánh Bình Official, Khánh Bình Official. Và có những bài hát của Khánh Bình rất là nhiều, ca cổ, ca nhạc, nhạc remix cũng có nữa. Nói chung dùng nhạc Khánh Bình thì rất là dễ nghe, thầy. Bây giờ thấy lên view rất là nhiều rồi, Khánh Bình cũng rất là vui. Và cái kênh này nè, cái kênh Khánh Bình đang quay, cái kênh Khánh Bình giao, Khánh Bình dễ thương á. Bây giờ đưa lên coi rất là nhiều, cái mình cũng vui luôn nữa. Nói chung là cái kênh này được 8-9 triệu rồi đó. Cái mình sẽ lấy cái rút cái tiền đấy ra sẽ làm từ thiện luôn đó, một phần nào bị góp góp gió thành bão ngay cả nhà. Dạ. Yeah.